Cali đây nha. Tìm ra âm nha. Tại vì mày nghe chơi nặng á, mọi người thông cảm. Cali chơi nặng. Đó, rất là nghệ thuật là tính xảo và đòi hỏi là phải kiếm những là có thành thẩm mỹ cao. Trong mô đồng thờ làm việc hăng say luôn, rồi 6:30 tuổi rồi mà chưa nghỉ nữa. Giờ công trình có một trong hai của nước Mỹ đây. Không đồng hàng, không đồng hàng luôn, quá đẹp luôn bà con ơi. Mới lên cái là hoa nở đó, quá hoa nở quá chân luôn, sương rồng. Hoa 10 giờ nè. Wow, đẹp chưa. Chị đó, chị đó, ông kêu thân tên thờ là kêu gì, ông điêu khắc hả, nghệ sĩ đường phố. Giới thiệu mọi người, đây là bức tranh vẽ bằng xi măng đầu tiên trong cuộc đời và lớn nhất từ xưa đến nay. Bức tranh có 102 trong cuộc đời của tôi đây bà con. Bức tranh bằng xi măng vẽ trên tường này, dài 10 mét nè, cao chắc cỡ khoảng 2,5 mét. Đây là bức tranh đầu tiên vẽ bằng xi măng, lần đầu tiên trong đời vẽ bức tranh bằng xi măng to khổng lồ. Đó là có cây, chủ yếu là làm cái chậu cây để ốp lên tường thôi, mà thấy nó cô đơn quá nên vẽ tranh luôn. Ngắm mấy tranh này phải ngắm từ xa xa một chút, ở gần thì hiện mới đẹp, nhìn gần thì nó không có đẹp. Trùng trùng điệp điệp đó. Bức tranh này đổi màu nha bà con. Buổi chiều là nó ra màu đậm hơn. Buổi sáng thì nó nắng chiếu đến lợt. Buổi chiều thì nó phức nắng nên nó đậm, hoặc là mình tưới nước lên cái nó đổi ra màu đậm, phun nước lên tưới lên cái nó đổi ra màu đậm.